Xin chào mọi người. Mình có một sản phẩm bá đạo đến từ Nhật Bản. Đá mài dao kéo búa bao. À chết nhầm. Đá mài dao kéo mới đúng. Hàng giữ mã tấu chấp hết. Không bén không lấy tiền nha. Mời bạn xem qua video test thực tế của mình. Và đây là kết quả. Link sản phẩm dưới comment. Chào tạm biệt, hẹn mọi người ở clip khác.